Xin chào các bạn, thì hôm nay mình được dự cái đám cưới ở bên Bến Tre, nhà của cô dâu làm cổng cưới rất là đẹp luôn. Vì vậy mình quyết định là chia sẻ cái cổng cưới này đến với các bạn nha. Chắc hẳn rằng khi xem sơ qua, các bạn cũng nhận biết được nguyên liệu để tạo nên chiếc cổng cưới kỳ công và đặc sắc này là bằng gì rồi phải không nè? Chính xác, đó là bằng lá dừa nước đó các bạn. Cổng cưới lá dừa nước là một nét đẹp văn hóa độc đáo, đậm chất con người miền Tây và được giữ gìn đến tận ngày hôm nay. Tuy đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng thời gian gần đây, xu hướng trang trí cổng cưới lá dừa nước dần trở nên hot trở lại và được các bạn trẻ rất là yêu thích. Cổng cưới lá dừa được xem là một nét đẹp văn hóa gắn liền với cuộc sống người dân miền Tây nước ta. Những chiếc lá dừa được kết chặt với nhau tạo thành hình ảnh cô dâu chú rể hoặc bông hoa, rồng phượng, vân vân, tượng trưng cho sự gắn bó, tình yêu bền chặt của cô dâu chú rể. Đặc biệt, chất liệu lá dừa nước vô cùng thân thiện với môi trường, sự gần gũi, hòa hợp với thiên nhiên này cũng phần nào phản ánh được tính cách con người miền Tây thật thà, chất phác. Cổng cưới lá dừa nước thực chất đã xuất hiện từ rất lâu ở nước ta, đến nỗi không ai có thể nhớ lần đầu tiên nó xuất hiện là khi nào. Dẫu vậy, nhờ sự mộc mạc, đơn giản nhưng cực kỳ hữu dụng của loại cổng cưới này mà chúng ngày càng được các cặp đôi yêu thích và sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng lá dừa của cây dừa thân gỗ hoặc là lá dừa nước để làm cổng cưới đều được nha các bạn. Khoảng hơn 20 năm trước, những mẫu cổng cưới lá dừa ngày xưa hết sức giản dị và đơn sơ, chỉ cần tàu dừa, bẹ chuối và một ít phụ kiện đơn giản là đủ để tạo thành một chiếc cổng cưới đẹp mắt và ấn tượng. Để tạo ra một chiếc cổng cưới lá dừa ưng ý thì thường sẽ mất khá nhiều thời gian, khoảng từ 5 đến 7 người cho cả một ngày trời, chưa tính đến thời gian tìm nguyên liệu từ những ngày trước đó. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội thì dịch vụ cưới hỏi đã trở thành vô cùng phổ biến trong đời sống. Thế nhưng, những chiếc cổng cưới lá dừa đơn sơ, giản dị, đậm tình làng nghĩa xóm nhưng không mất đi vẻ mỹ quan sang trọng vẫn là một nền văn hóa tốt đẹp, không hề dễ mất đi theo thời gian. Ngày trước, khi trong xóm có nhà nào đám cưới, mọi người sẽ cùng nhau tụ tập lại để tạo nên một chiếc cổng cưới lá dừa đơn giản mà đẹp mắt. Tuy rằng vất vả, nhưng họ đều thấy rất vui, đây cũng xem là những lời chúc phúc đến cô dâu chú rể. Và hiện tại, cổng đám cưới bằng lá dừa đã có thể thực hiện một cách nhanh chóng hơn nhờ vào sự phát triển của các dịch vụ tiệc cưới. Được sự chia sẻ của các anh chị làm trong dịch vụ cổng cưới, thì các nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho việc trang trí cổng cưới bằng lá dừa như sau. Thứ nhất là những tán lá dừa dài, tùy vào kích thước sẽ quyết định đến việc bạn chọn cắt bao nhiêu tán lá. Thông thường thì sẽ cần khoảng 15 tán lá dừa. Lá dừa màu vàng khoảng 300 đến 320 lá. Hai tấm bìa cứng tròn, đường kính 30cm, có đục lỗ tròn ở giữa. Hai cây dây sắt, mỗi cái khoảng 30cm, 30 cái đinh thép dài 10cm, một số vật dụng khác như dao, kéo, súng bắn ghim, búa, đinh, thước đo. Tùy vào từng loại mẫu cổng cưới mà chúng ta có các bước thực hiện phù hợp với mẫu cổng cưới đó. Cổng cưới lá dừa còn có thể kết hợp với các nguyên vật liệu khác như là đủng đỉnh. Đủng đỉnh là loại cây tự sinh, dáng đủng đỉnh quanh năm tươi tốt cùng với một sức sống bền bỉ. Chính vì vậy, cây đủng đỉnh được sử dụng làm cổng cưới khá phổ biến ở miền Tây nước ta đó các bạn. Dây đủng đỉnh quấn chặt vào nhau giống như tình yêu bền chặt, không thể tách rời của các cặp đôi. Kết hợp đủng đỉnh với lá dừa, chúng ta sẽ được một cổng cưới lá dừa vừa đẹp mắt vừa ấn tượng, thể hiện được văn hóa đặc trưng của con người miền Tây. Còn gì tuyệt vời hơn khi đám cưới của bạn được trang trí bằng mẫu cổng lá dừa mang đậm chất truyền thống, đó còn là sự mộc mạc, chân thành, tựa như lời chúc giản dị nhưng sâu sắc nhất đến đôi vợ chồng trẻ. Cũng không quên chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!